chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị và các bạn đến tập chợ để khảo sát giá quất cảnh, bưởi cảnh và giá đào ở trên chợ hoa các bạn nhé. Hiện nay mình đang ở quảng trường Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên các bạn. Hiện giờ thì hoa và các loại cây cảnh phục vụ Tết đối với người tiêu dùng đã được người dân trưng bày trên chợ rất nhiều rồi các bạn. Đây với cây bưởi cảnh rất đẹp các bạn ạ. Rất đa dạng về chủng loại các bạn nhé. Bạn thấy chỗ bưởi rất to và cây bưởi rất sai quả rất đẹp các bạn nhé. Và đây là chị chủ vườn, chưa đọc cho em số điện thoại chị với, có ai mua thì chị đi. 0387786027. Chị đọc to một tí nữa này ạ. 0387786027. Vâng, cây bưởi này thì bây giờ trung bình một cây này khoảng bao tiền chị nhỉ? Cây này trung bình bán đồng đều là 5,5 triệu. Ok. Thì có gì thì có ai mua thì em sẽ bảo chị liên hệ chị nhé. Đây với cây bưởi to như này thì chị chủ chị bán hàng chị nói là khoảng 5,5 triệu một cây các bạn ạ. Tuy vậy thì các bạn đến có thể vẫn mặc cả được, có thể giá giảm đôi chút hoặc là những cây đẹp hơn thì có thể là cao hơn đôi chút các bạn, đây tùy thuộc vào cái vẻ đẹp của cây, kết hợp cả những cái chậu quất bonsai rất đẹp các bạn ạ. Còn có cả những cây đào rất đẹp bên cạnh các bạn này. Ở trên chợ có cả những cái chậu hoa rất nhỏ rất xinh các bạn ạ. Hoa hồng bạch, hoa hồng. Các bạn có thể mua vài chậu này để treo ở trên các khung cạnh cửa sổ rất đẹp các bạn. Là hoa trạng nguyên các bạn ạ. Đa dạng về các loại chủng hoa. Rồi cả dạp hoa lan đấy anh. Đây chắc là các loại lan nhập khẩu các bạn. Không phải nhập khẩu đâu anh ơi. Lan đây lan Việt à anh? Lan Việt anh nhìn kỹ trước mà dùng. Anh đi quay tất cả các chỗ xem chỗ nào nó có quả dùng. Vâng. Đây là lan Việt Nam anh ạ, các bạn ạ. Anh ơi, thế thông thường một chậu này khoảng bao tiền một chậu anh nhỉ? Cái giá này nó tầm từng ngày rồi. Bây giờ nó tầm độ 170.000. Vâng. Anh ơi, đọc số điện thoại đi, có ai có nhu cầu mua thì điện cho anh ở thành phố Nghiên này. 0944 146 898. Vâng vâng. Nếu các bạn có nhu cầu mua thì đến trực tiếp tại quầy của anh ấy ở thành phố Nghiên các bạn ạ. Hoặc là số điện thoại trên anh ấy cung cấp rồi. Anh ơi, đây là lan ạ. Vâng, đây là loại lan gì anh nhỉ? Hồ điệp. Đây là vàng hoàng kim. Vâng. Hồ điệp vàng chanh.
Có nhiều loại. Đây là loại lan hồ điệp vàng kim đây, còn đây là loại lan hồ điệp vàng chanh các bạn ạ. Với 170.000 một chậu lan nhỏ xinh xinh như này thôi các bạn ạ. Lan thì chơi được rất là dài ngày các bạn nhé. Đây là lan Việt, mình ban đầu cứ ngỡ là lan nhập khẩu các bạn ạ. Lan này chơi phải hết tháng 2 thì cũng chưa lụi được các bạn ạ. Mình thì không rõ và không hiểu biết về lan. Đây lại là một sạp quất chum chậu các bạn ơi. Để đưa lên à anh? Vâng. Anh ơi, anh cung cấp số điện thoại đi, bao tiền một cây này anh nhỉ? 700.000 đây. 700.000 một cây này. Làm gì có đâu. Trung bình cứ 700.000 một cây này, các bạn đến tại thành phố Hưng Yên các bạn mua. Chợ bây giờ thì cách Tết khoảng gần nửa tháng nữa, cho nên là cũng người mua thì cũng chưa đến chợ nhiều các bạn. Đây lại là một gian hàng lan nữa. Dạ, nhất chi mai. Cây này cây nhất chi mai. Vâng. Cây này chắc ở miền Nam ra chứ anh nhỉ? Anh nghe Sapa anh ạ. Sapa. Thì em không hiểu nhiều về hoa mấy. Vâng. Cây này trung bình một cây này khoảng bao tiền anh nhỉ? Nó rơi tầm khoảng dao động 6 triệu rưỡi anh ạ. 6 triệu rưỡi ạ. Anh cho em số điện thoại của ai liên lạc thì liên hệ mua với anh. Vâng vâng vâng. Anh đọc đi ạ. 036 536 11111. Các bạn có thể đến trực tiếp tại chợ Hoa Hưng Yên các bạn nhé. Hoặc là liên lạc anh ấy sẽ tư vấn về giá và cách chế cây. Các cái loại đây nữa đúng không? Vâng đấy, vâng đây là các loại của mật nó. Ai nó nhỏ thì thoải mái. Nhiều lắm đúng không? Vâng vâng. Cái hoa rất đẹp. Mua mấy cây thì mua cây xin đâu mà. Nếu mà em không cho em trả tiền luôn. Nhà Phương phải chơi cây này. Với tầm 6 triệu rưỡi thì các bạn sẽ mua được một cây này. Có người biết anh nhiều chứ anh không cần thiết phải biết nhiều người đâu. Đây làm bao nhiêu làm? Có mua bên nhà? Bên nhà trên ở chỗ trên nhà trên đúng không? Thì bạn thấy cây rất cổ kính rất đẹp. 6 triệu rưỡi một cây thôi các bạn. Ở bên cạnh này là một gian hàng bán quất các bạn ơi. Nhìn cây quất lên trên sạp bán thì rất là lung linh các bạn ạ. Cây quất này thuộc hàng rất đẹp đây. Các bạn thấy có cả quả xanh, quả chín đấy các bạn ạ. Có cả lộc lon và hoa đấy các bạn ơi. Để chọn một cây quất đẹp thì đại bộ phận chúng ta quan niệm là có nhiều lớp quả khác nhau trên cây, rồi có hoa, có lục xanh, rồi có cả quả xanh, quả chín và cây còn tươi đấy các bạn ạ. Rất đa dạng về chủng loại. Đều luôn vằn bằng con chặn chặn, thế này đằng này đều. Cây này thì nhiều lông.
đấy, nhiều lộc đây. Nhưng mà em hay thấy cái này đang sủng quá, để đây nó thế thôi. Anh trung bình một cây để khoảng bao tiền một anh? Cây tùy anh ạ, cây to thì to tiền, cây bé thì bé tiền. Ví dụ cái loạt tầm to to này nó rơi vào hơn 2 triệu, còn tầm nhỏ hơn như tầm này nó hơn 1 triệu, còn đâu loại này thì nó tầm gần 1 triệu. Vâng, thì em mà quay biển của anh Tị có ai đi mua liên lạc anh nhé. Đây các cây có tầm 2 triệu đây các bạn ạ. À, 2 triệu một cây này các bạn nhé. Đây là những cái quất thuộc hàng cực phẩm của người nông dân đây các bạn ạ. Mình quay cái cây quất này thì mình thấy bóng dáng của cây quất ở quê mình thì bóng hiện lên ở trên này các bạn ạ. Đâu, bảo chú nhà mình ra cái chỗ ấy mua cái lô này nó chỉ có mấy chục nghìn, hắn bằng này thôi. Đây mình quay số điện thoại ở đây các bạn đến nhà vườn quất Cảnh Ngọc Sơn, có số điện thoại luôn các bạn. Hiện đang bán ở thành phố Nghiên. Hoa rất nhiều luôn. Cái này cực đẹp luôn, không lấy cái này lấy cái nào. Đấy, bây giờ nhá, đấy tất cả đây là. Đây đang ok. Đây lại là những cây nhất chi mai đấy các bạn ạ. Có những cái rất nhiều dáng thế khác nhau. À, mình thấy giá cả rất là đắt các bạn ạ. Có thể là trong tương lai thì mình cũng trồng thêm loại này, không biết hợp không. Thấy ông chủ vườn ông nói là tận trên Sapa mới có cái loại này. À, đây lại là một gian hàng bán bưởi các bạn. Các cái chậu bưởi này thì nhỏ hơn các cái chậu bưởi lúc mình dẫn các bạn đến lúc đầu. Không biết là giá cả là như nào. Cây anh em, cây đấy. Anh ơi, cái bưởi này thì tầm bao tiền một cây anh ơi? Hơn 2 triệu nhỉ. Hoàng béo này nó chưa qua trả tiền đâu. Cây bưởi này thì người chủ sạp bán cũng nói là hơn 2 triệu. Các bạn có thể đến tham quan rồi bạc cả cũng có thể rẻ thêm đôi chút đấy các bạn. Đó, cây cảnh giờ này trên chợ thì cũng chưa kín hết cả các sạp. Điều đó cho thấy là cây hoa cảnh phục vụ cái Tết là rất đa dạng và phong phú, phục vụ người tiêu dùng. Và trưng lên đây là với những cây đẹp nhất, chất lượng nhất và đã được tuyển chọn. À, và xung quanh thì các sạp vẫn đang được dựng lên các bạn ạ. Điều đó thêm chứng tỏ rằng các sạp vẫn chưa chuẩn bị hết các cái cây cảnh dưới quê lên chợ các bạn ơi. Thì có thể là vài ngày nữa các loại hoa cây cảnh còn phong phú hơn nữa. Và đây lại là một vườn bưởi siêu to khổng lồ. Cây bưởi này thì nó phải đến chục năm tuổi rồi. Chậu rất lớn, có thể phù hợp với các cái công trình công cộng hoặc là những cây xăng. Rất khủng các bạn. Quả rất sai. Và đây là cả những cái cây quất cảnh họ trồng trên các cái con vật rất nhỏ, rất xinh thôi các bạn. Cô cái bưởi này khoảng bao tiền một cây không cô nhỉ? Cây này á? Đây. Cây này 12 triệu. 12 triệu một cây hả cô? Vâng.
Đây, cái bưởi này 12 triệu cây các bạn ạ. Cây bưởi rất cao và to các bạn nhé, có 12 triệu thôi. Nếu so ra với cả công sức bỏ ra thì nó rất là hợp túi tiền, vì nó phải 5 đến 7 năm mới được cây bưởi như này. Đấy, bác chủ sạp bác vào 12 năm mới được cây bưởi này. Đây có cả các cái sạp bán hàng đào rất già, rất cổ thụ đấy các bạn. Ngoài quất và đào cả cái bưởi cảnh ra thì còn nhiều cái loại cây chậu hoa rất nhỏ và xinh các bạn. Và hiện giờ thì cơ quan xí nghiệp và các doanh nghiệp chưa được nghỉ, cho nên người đi mua sắm cũng còn thưa thớt các bạn ạ. Rất đa dạng về chủng loại. Hôm nay mình dạo qua cái chợ hoa rất nổi tiếng ở thành phố Hưng Yên thì mình khảo sát qua giá và xem các chủng loại có đa dạng không. Quả thật là rất đa dạng và phong phú, giá cả thì cũng vừa phải. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi video clip mới nhất của mình các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo. Chào.